Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh đó là bánh bột bán ăn với nước cốt dừa đó các bạn. Thì đây mình có chuẩn bị, đây là 100g bột bán nè. Rồi mình ngâm cỡ nửa tiếng và mình vớt ra mình để ráo nè. Còn đậu xanh mình đã cà vỏ rồi đó các bạn. Mình ngâm cũng cỡ được 2 tiếng rồi đó, mình cũng để ráo. Rồi nước cốt dừa, mình mua dừa về mình lấy nước cốt. Và một ít đây nữa là bột năng nè các bạn. Và mình sẽ dùng một ít màu thực phẩm ha. Giờ mình sẽ đi nấu đậu xanh. Mình cho đậu xanh vô cái nồi nè các bạn. Giờ mình sẽ cho nước vào mình nấu nha. Mình nấu cho cái đậu của mình nó mềm luôn á. Đậu mình đã nấu xong rồi đó các bạn. Giờ các bạn sẽ cho mình một ít xíu muối vào đây nha. Và các bạn sẽ đánh cho cái đậu của mình nó quết chín lại á. Và giờ chúng ta sẽ để nguội để chúng ta dò viên nha các bạn. Các bạn, sau khi đậu xanh của mình đã dò được cái viên tròn như thế này rồi các bạn, giờ chúng ta sẽ quay và chúng ta sẽ bắt cái vỏ bánh nha. Bột bán nè các bạn, sau khi mình đã ngâm mình để ráo rồi đó. Giờ mình muốn nó cho nó có màu thì giờ các bạn sẽ nhỏ vào đây cho mình mấy giọt màu thực phẩm nha các bạn, để cho cái bột bán của mình nó có cái màu xanh đó. Mình cho vào đây để mình trộn nha. Giờ mình cũng sẽ đi nấu cái bột bán này để ra mình làm cái vỏ bánh nha các bạn. Các bạn sẽ đâm cho mình là cỡ một chén nước nha. Rồi các bạn sẽ chờ cho cái nước của mình nó sôi lên rồi chúng ta sẽ cho bột bán vào chúng ta nấu nha. Sau khi nước của mình nó sôi các bạn sẽ cho bột bán vào các bạn nấu cho mình nha. Các bạn sẽ dùng đũa và các bạn sẽ đảo đều cho nó cái bột bán mình nó đừng có bị dính ở dưới cái lớp đáy nha các bạn. Chúng ta nấu vậy cho cái bột bán của mình nó nở ra đó. Nếu mà cái nước của mình nó đặc quá mà cái cục bột bán nó chưa có nở ra thì các bạn có thể thêm nước vào cho mình nha. Các bạn dặn cho mình tí xíu muối nha. Các bạn để lửa riu riu không? Do cái bột bán của mình nó có ngâm rồi đó cho nên nó cũng mau nở lắm các bạn. Hộp bột bán của mình nó nở rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tắt lửa nha. Rồi các bạn sẽ sử dụng cái bột năng lúc đầu mình có giới thiệu đó. Các bạn sẽ cho bột năng vào nha. Rồi chúng ta sẽ đánh cho cái bột năng này nó tan. Do bột năng là chúng ta sẽ xúi bằng nước nóng cho nên cái bột bán của mình nó đang còn nóng, các bạn cho vào luôn nha. Sẽ cho vào đây cho mình một ít dầu ăn nha các bạn. Dạ rồi chúng ta cũng sẽ đánh như vậy nha. Như vậy là mình đã làm xong cái lớp vỏ của cái bánh rồi đó các bạn. Bây giờ mình để cho nó hơi nguội một tí đi ha. Giờ mình sẽ gói bánh nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị đi nồi đi hấp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thắng nước cốt nè các bạn. Mình cho nước giảo ra vào trong cái nồi nè. Giờ mình nấu đi. Để cho nước cốt mình nó thơm hơn các bạn cho vào đây mình bỏ ở dưới nhỏ nha.
khi nó cốt mình nó sôi các bạn cho mình vào đây một ít đường nha. Thì các bạn cũng sẽ dằn thêm một ít muối để cho nước cốt mình nó sánh hơn. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chén bột gạo nha, để mình làm cho cái nước cốt của mình nó hơi sánh lại á. Giờ mình sẽ cho cái nước cốt đầu vào trong cái nồi nước cốt của mình luôn nha. Rồi các bạn sẽ cho bột vào, chúng ta sẽ quậy từ từ cho cái bột của mình nó sánh lại nè các bạn. Sánh lại vừa ăn là được rồi nha các bạn. Các bạn cho mình vài cọng hành vào trong nước cốt cho nó thơm nha. Sau khoảng một lúc mình hấp rồi đó các bạn, bây giờ bánh của mình nó cũng đã chín rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra dĩa nha. Như vậy là mình đã làm xong cái món bánh bột bán ăn nước cốt dừa rồi đó các bạn. Mình chúc các bạn làm cái món bánh này tại nhà thật là ngon nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.